Mấy thằng này ui. Ê, giả sử là kia Mbappé mình cho một phát lên cộng 8 luôn nhờ. Sai. Mà mày khi tỷ lệ chỉ là những con số. À, đây rồi, let's go. Let's go. Này, không lên được à? Ờ, lên luôn này. Cộng 8 không nói nhiều luôn. Trời đất ơi, người đầu tiên đập cái tỷ lệ đấy. Ôi trời ơi.